Đây là một mũi khoan dùng cho xe nhỏ từ 3.000 chứ không có xe lớn được. Xe này thì tự độ luôn nhé. Rồi. Khoan này khoan chơi thôi nha, khoan vừa cho gia đình trồng cây trồng dứa thôi nha. Đấy, cái này nó lỗ khoảng 30 đây này. Đúng rồi, 30 á, lỗ 30. 40 ạ. 40. Lỗ 30, 35. Ừ, 35. Hộp rõ đầy đủ hết này. Đang ăn đầy đủ hết nhá. Có cả luôn ốc chó này, đây đang quay luôn này. Đang quay luôn á, đang quay luôn. Đấy, đang quay này, đang quay. Cái con lành nha. Đấy, đang quay này. Rồi, rồi ok. Đấy, cái này là khoan sâu khoảng tầm cỡ khoảng 6 70 phân. 70 phân. Đấy, dùng cho coi như là để cho được nghe điện thoại cái.